Hơn 1 triệu trẻ mầm non, học sinh thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu đến trường. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Hôm nay 14 tháng 2, các trường mầm non, tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng. Học sinh lớp 6 cũng bắt đầu đi học trực tiếp. Tổng số có khoảng 1 triệu học sinh lần đầu được đến trường. Đây là những trẻ ở lứa tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 và là những học sinh mà thành phố Hồ Chí Minh cho quay trở lại trường muộn nhất. Mặc dù còn khá lo lắng vì dịch bệnh Covid-19, nhưng đa phần phụ huynh cho biết mong muốn con đi học lại và bày tỏ sự háo hức trước sự kiện ngày 14 tháng 2 này. Phụ huynh mừng được giải phóng. Từ giữa tuần trước, chị Thúy Linh cũng đã đưa con từ Quảng Ninh vào lại Sài Gòn để chuẩn bị trở lại trường. Do công việc, chị đã mang cậu con trai đang học lớp 2 ra Quảng Ninh từ cuối tháng 12/2021. Trong thời gian qua, cậu bé vẫn học online và nay trở lại trường lớp với bạn bè. Mình cho con vào từ giữa tuần để thích nghi lại với thời tiết. Ngoài Bắc đang rất lạnh và mưa, trong này thì nắng nóng. Con mình cũng khá háo hức với việc được đi học lại, chị Linh cho biết. Trong khi đó, chị Lê Thanh Quỳnh, quận 10 cho biết mới vui được một nửa. Chị cho biết nhà có hai bé ở lứa tuổi mầm non. Một bé 4 tuổi năm nay học lớp mầm, một bé hơn 2 tuổi vẫn ở lớp nhà trẻ. Thứ 6 vừa rồi nhà trường thông tin, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 mới chỉ cho các bé từ 3 đến 5 tuổi đi học lại. Các bé dưới 3 tuổi do còn nhỏ, chưa nói được tình hình sức khỏe của mình nên phòng giáo dục chưa tổ chức cho các bé đến trường. Tôi đã tưởng từ đầu tuần này trở đi, khi hai con cùng đến lớp, tôi sẽ được trở lại với nhịp sinh hoạt như trước khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, vẫn còn một bé ở nhà thì tôi phải tiếp tục làm việc online thôi. Hy vọng rằng con cũng sớm được đến trường, có bạn bè, được các cô dạy dỗ, chứ không chỉ lanh quanh với mẹ như suốt mấy tháng qua, chị Quỳnh chia sẻ. Vừa học vừa chống dịch, không lơ là xem nhẹ, tỉ mẩn làm từng cái nhãn vở, bọc bóng kính cho sách vở của con. Chị Lê có con năm nay vào lớp 1 nói, chờ ngày này đã lâu, nhẩm tính thời gian con nghỉ học do dịch. Chị Lê tính đến nay đã 9 tháng, 3 ngày. Thời gian này đúng bằng thời gian của một năm học. Năm học này, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1,7 triệu học sinh từ các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Như vậy, sau hơn 9 tháng gián đoạn do dịch bệnh, các cấp bậc từ mầm non đến trung học phổ thông đã trở lại trường. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mặc dù không lấy ý kiến, nhưng có hơn 80% đến 85% phụ huynh tiểu học có con học từ lớp 1 đến lớp 5 đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2. Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trực tuyến.